Xin chào mọi người, chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với video của Vinmart. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Ocean Park 2 để chuẩn bị xuống một chiếc máy băm cành sử dụng đầu nổ 33. Sản phẩm có thương hiệu của Turbo và model là TBB33. Thì các anh đang chuẩn bị để xuống máy và chúng ta sẽ test thử máy. Mọi người hãy cùng đón chờ video cùng em ạ. Cái các bạn đang nhìn thấy là một chiếc xe nâng. Công trình ở Ocean Park có khác, không thiếu một cái gì. Muốn xe nâng có xe nâng. Muốn có gì có đấy. Muốn có gì có đấy. Miễn là phải qua. Rồi. Một chút nữa thôi là được. Nhờ có anh xe nâng mà mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Rồi, ok. À, kỹ thuật viên của Vinmart đang hướng dẫn khách ạ. Đây, bây giờ mình sẽ đổ thêm dầu máy vào, xong chúng ta sẽ test. Mọi người có thể thấy là khách đang test bằng tàu dừa, đang khá là trơn tru. Với các cái bó to thì chúng ta sẽ tháo dây ra để chúng ta cho vào cho nó dễ dàng hơn. Đây là những cái chất thải mà chúng ta cần phải băm. Đây là những cái cây đã thải. Rất là nhiều. Chị gửi cho em cái video này nhé. Đây là thành phẩm sau khi mà đã băm ạ. Không nhỏ hơn. Đây là băm cái này, tàu dừa. Băm cái cành cây ấy. Đây là như cái cành mà anh cho vào ấy, nó sẽ ra nhỏ nhỏ như này. Đây quay lại video này. Thế là tuyệt vời rồi. Long họ một cùng anh. Rồi anh đi học. Em không giúp chuột mà các đi. Khách ngại ạ, khách ngại nên là không có quay. Nhưng anh như vậy là tuyệt vời rồi, chiếc máy này rất là ok mọi người ạ.